Xíu kìa. Hình Nổi tiếng ấy. như là idol TikTok hay sao? Đù cao cao Idol cao. TikTok Mẹ, chắc nào? là idol TikTok Mẹ. đang gặp Ô. rồi đi. Tao lại nát rồi sao ấy? Ô. Đúng không? Phải idol TikTok đúng không? Ô. Cái này là Anh Ôi, để đời tao nhớ mày ơi. Hả? Tao nhớ mày ơi. Chết đi. Ô, thì có có chơi đi không? Đi rồi. Chơi không mình nào? Đi. Anh đang ở tay cái mày luôn. Tao pha thì anh bán rồi luôn. Ôi. Điều cái đéo, tao mới vừa coi lúc cái gì nè. Cái video mà lúc không. Bây giờ tao đáng nhớ mà. Tao chỉ cần biết video gì? Idol. Có cái này buồn mày vô ăn hết tơi mày coi idol. Mới vừa coi xong cái solo squad gì vậy rốt cuộc là idol gì mới vừa này anh mới solo squad xong idol YouTube đi mày coi mới vừa coi xong hồi nãy này idol ngủ mày chơi chung ấy anh ăn hết tơi bấm vô. Đúng anh ơi, rồi không cái đâu được cả. Đúng rồi. Solo swap này mày không thấy à? Mày bấm vô, mày bấm vô ăn hết tơi, cái mày kéo xuống dưới nha. Mày gặp cái hàng mà hôm nhất Alo, 20 kill. Chúng mày xuống. Rồi mày coi. Chúng mày xuống. Mày cái gì? Nó là đọc lại. Xuống đâu? Mày tao gung tay quá mày ơi. Chúng mày xuống bay gặp Never Die, nghe rõ chưa? Ủa? Chúng mày xuống bay gặp Never Die. Đọc lại cái kênh này để tao vô YouTube. Gặp Never Die làm có gì? Có này. Cường ơi. Cái gì? Hồi nãy mày nói cái gì mà đọc lại đi. Mày đang chơi chung với anh này tao rung quá. Tai quá. Rung đấy, rung. Đặc điểm chung là rung. Tai tao nó rung hết rồi. Run quá, run quá. Rung rồi có teo chim không? Không. Còn nguyên anh ơi. Còn nguyên hả? À, đợi cơm. Mày vô mày coi đi, mới vào video á. Rút quá rồi, gặp ấy. Tin gì trời, từ từ. Tao cũng quá, tao quên luôn rồi. Run thế không biết nhở? Ăn hết tay không rồi? À, dễ mà. Nhầm nhầm. Anh ăn hết tay. Run quá. Thôi mày ngu quá mày im đi. Tôi tao nói mày chửi nó rồi. Mày cứ nói tao cứ luôn. Ôi. Ôi. Ôi anh ơi. Ui. Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Cẩn thận nó bắn vào đầu ấy. Sao? Ok nó. No. Ôi. No. Ui. Thật đó, hỏi sao chứ. Ôi. Mày tự dưng coi chơi xong tao gung quá. Không thích được. Mày làm gì chứ? Ôi, sợ ấy. Qua nhà mình kệ, mình không có máu. Ở phía okay, là có một thằng. Sao không qua ui. Nhà mình kệ đi, làm gì có máu. Sao nó móc nốt. Ui. Nó móc nốt à? Chó này. Thôi, nó móc nốt. Tao tao ngu quá mày, tao bắn hết được luôn. Ăn kích thật rồi. Không sao, lá lại làm lại trận mới. Không sao, idol vẫn gánh mờ. Idol vẫn gánh mày nó. Trời ơi, không có máu rồi gánh kiểu gì. Đúng rồi, idol gánh. Không có máu cũng không có súng. Mày tao mới hấp nhang xong idol cho chung liền mày. Chưa. Idol TikTok cái gì mà idol TikTok? Idol YouTube. Gì? Gái ảnh mà TikTok. Ngu quá à. Thế rốt cuộc là idol nào? Nhiều idol. À, giờ tao tao đọc một lần cuối nha. Bấm vô chữ A. Chữ N. Cắt cái gì? Chết
chị Tơi. Ơi tính ra mày học khôn lắm, mày dễ sao tao đọc hoài mà mày bấm không được. Mày hiểu không? Tao đang run lắm, mày hiểu không? Cái gì đâu run. Ờ. N. Đù. N. Ờ. N. Xong mày bấm vô. Mày gặp à? Tự nhiên bấm chữ N rồi viết tên hả? Ôi sao đúng. Này mày bấm cái này nè. Làm cái gì? Đất tơi. Đây. Mày bấm nha. Mày sẽ gặp anh. Ủa tên lại ngu. Một cái kênh YouTube là 900 lên 9000 lượt người đăng ký. Cái này là tên vô tao coi. Vậy nó mới ba, mày hiểu không? Cái gì mà rần hét lên vậy? Không gần nữa. Ủa? Vô coi cái tự nhiên cái tên không giống cũng ba làng nữa nè. Không mày tao coi mấy cái giả dối của anh nhiều lắm mà. Tao nhìn mấy cái này tao cũng gặp. Dở tay. Ừ, phải rồi luôn. Chắc đây là hồi chiều thi không được lên xong tối nhân phẩm nó tốt nè. Hồi chiều thi làm sao? Thôi, mẹ tôi cảm ơn hồi chiều ở công dân á, ra bài 7 tao học bài 6. Môn kinh địa hồi tao học bài kia nó ra. Thế là hỏng rồi. Ui, nhìn phát biết idol luôn này. Ôi à. Thế thua, tự nhiên tao rung quá, tao muốn chơi game được mày. Thua. Sao mà rung? Kiểu hiếm hiếm chơi với idol, anh hiểu không? Ui. Đẳng cấp. Mấy này, anh bắn nắp nữa một thôi, nó biết idol cho anh ăn hết à. Mấy thằng này tuổi gì? Đấy, nhìn phát biết à, dân chơi luôn. Ui, đẳng cấp mẹ luôn. Không tin được, một pha hai lại đến từ vị trí. Có gì đâu mà không tin được. Có gì đâu mà không tin được. Thôi làm ăn mới nhá. Muốn làm ăn mới hay là hai đứa ngồi, mấy đứa ngồi xem solo squad? Mấy đứa ngồi xem solo squad. Thôi ngồi xem Cường ơi. Thôi, thôi pha bắn đi cho vui. Ủa? Quả này chặn cầu là siêu phẩm đẹp luôn này. Chưa sao? Ừ, chặn cầu quả này là siêu phẩm đẹp luôn. Nhưng mà thôi, mình bắn nhanh để làm trận mới. Quả này mà gặp cái bọn đầu bảng ấy thì là cũng cứng, chết cứng ấy. Chết luôn đấy. Ôi trời. Mày mẹ này đấy. Mẹ nhà người đấy, mày chết rồi. Ấy kẹt. Đâu, trong hai căn nhà. Ôi, mày tuổi gì? Này.
Alo Diễm ơi, để tôi chụp cái tay cũng qua gửi cho bạn coi. Cái gì? Tôi chụp cái tay anh gửi qua cho bạn coi, tôi cũ nãy không chịu chơi. Không mà phải nhờ không mà tao, tao nhân phẩm tốt rồi hiểu không? Ui, hai khổ ốp luôn ạ. À. Thôi, chiều tao vừa thi công dân sao? Là cái nhân phẩm tao tốt lên liền hả? À? Dù thi được mà nhân phẩm tốt. Giờ đây rồi em ơi. Ôi, hai khổ ốp luôn này. Có ốp vào tay anh ơi là chỉ có top 1 đi. Bây giờ có ai muốn vào lấy ốp bắn không? Ốp anh lấy nhận chứ sao em lấy anh ơi. Thế à? Thế sao không bắn này em không lấy đi? Nhân này ốp nhiều chứ. Anh gôn quá à, anh gôn quá. Ui, anh ơi, anh rung gấp, anh rung một lần là nó rung gấp trăm lần với anh á. Anh gung quá à. Ốp là thể top 1 rồi đấy. Thể ốp là thể top 1 đấy. Nhưng mà thính, ngoài thính súng gì mà nó không nhặt thế nhở? Thấy mấy khẩu ốp. Không, khẩu tinh tinh là khẩu gì ấy. Ê, yeah, yeah. Bỏ thù à? Đấy, thằng không có người vẫn tải bóng khói ấy. Kinh đường. Đấy mới đẳng cấp. Quà, Groza. Thế là hỏng rồi. Groza thế này là địch hỏng rồi, địch hỏng. Nhớ rồi. Hả? Anh xét cấp 6, mày gắn cái kia vô cái này vô, mình xét cấp 6 vậy. Tốt, trận này mà chơi tới nhanh tôi nghĩ. Ok. Dỗi rồi, đợi lâu quá. Trước trước em thấy có một cái clip của anh em này siêu hài là à có cướp xong rồi lại còn đi ngắm gái soi gái cái chú. Ồ, anh có bao giờ ngắm gái soi gái đâu, em nhầm kênh rồi. Tí giờ không thể nhầm được, riêng nhầm. Oh, em đâm đầu xuống đất luôn. Thế à, ôi quả này mà chặn cầu thì ngon đấy, nhưng mà mình này là bị chặn rồi, chết tử rồi. Thế bọn em hết gung chưa? Vẫn còn run lắm. Gung kìa. Nhưng mà anh gôn quá à. Anh gôn quá, anh sợ bị chặn cầu. Chó là chặn cầu nhá. Ui, không ai chặn cầu ấy. Thế anh có nên chặn cầu không ta? Làm pha cho nó máu. Rồi. Chặn cầu phát cho nó máu. Sẽ không thấy ma nào đi qua cầu này. Ừ. Không, còn 10 đứa anh ơi. Ừ nhỉ, còn 10 đứa thì. Đây này, bán đâu còn đứa nào đâu. Thật không? Chúng lo không? Chắc luôn. Có ai? Đâu anh? À có. Ấy, úi rồi ôi. Đứng lại này. Không đi kìa. Mày này. Nhớ rồi. Mày này. Nhơn này. Mày. Ui, sao cái này. Nó cứu rồi. Úi dồi, có 3 thằng luôn, ghê thật. 3 thằng. Ôi, nên đẩy không nhờ? Nó nhảy xuống à? Nó nhảy xuống bên dưới rồi. Nó nhảy xuống rồi. Đấy, chưa. Từ bốc à? Ấy à, nên xe cơ. Chứ có chơi nữa không? Nhau đá à? Đây, có thằng bên dưới này. Nó vừa câu nét này. Mày bị ngã cú. Mày bị... Ấy à, nó xuống hết rồi đấy. Anh nắp gãy sóng vào bắn cho nó mắc. Mày này. Ui. Còn một. Nó mày chạy đâu, mày chạy. Ui, anh nghe rõ thôi. Ui. Mày chết rồi con trai ạ. À. Mày ôi. Ôi, không vỡ đầu. Thằng nó mất mũ rồi mà. Mày này. Còn một thằng cuối này. Chồng nó. Mày xong rồi con trai ạ. Liên tem nèo. Anh nghĩ là nên đi bò. Bỏ đi. Tự nhiên lại bò phải đến.
Kiểu gì nó cho mày chết. Yếu này bỏ luôn. Bỏ luôn chứ bo này rồi đau, bo đau. Phải chết bo này quá đau luôn. Quả đấy đang nên đẩy luôn là anh có mạng rồi đấy. Nhưng mà nó chảo cái gì chắn. Anh ơi, con bạn em nó chụp của anh nó đang lên Facebook nó làm giữ cái kê lên tin luôn kìa anh ơi. Nó chụp anh nó gửi gì tùm lum hết. Thế á? Tại sao lại chụp anh? Đăng lên Facebook nó luôn rồi. Em chụp anh tí nữa cho nên fanpage của anh. Thôi. Chạy đâu cho thoát. Ôi vãi này. Đấy nhất này. Uầy. Nhất này gặp con rắn mang bòi chết dữ. Uầy uầy cái gì đấy? Run quá à. Trong khu nhà. Ôi lôi thế. Má cày thực sự chứ.